bạn còn lính mà bắn cái nữa. Solo không bạn, 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 solo, solo. Nếu bạn muốn đón, nếu bạn muốn đến thì mình đón. Rồi mẹ bị phê một quả mẹ rồi, quay mẹ nữa cái mana rồi. Được, đụng mẹ đánh cái lô đéo lại. Nó nhảy, nó đúp là nó có giác bảo. Xong rồi nó e rồi nó chặt mình. Mẹ á, bắn cái đầu bắt. Chết mẹ rồi. Đi mẹ mày, đứng lại đây. Điệp con mẹo. Ui, đau quá luôn. Né được. Bắn đời được cái đồng. Điệp con mẹ mày này. Má cái thằng lùn, mình có thể về không em? Nếu mình không về thằng lùn nó ra là đúng không mình chết. Nếu mình về mình thở lần này không được, mình không phải thở nó đúng cái u rồi đó. Chạy qua đây nè, ha ha, không chết luôn, hên rồi. Quá là trời kịch lăng rồi, trong pha vừa rồi luôn bỏ hên, trời ơi. Điệp mẹ mày này. Đâu không? Hello này cũng muốn chiến lắm rồi nè. Tôi có điệp mẹ cái đầu miếng à. Ngồi FPV anh đánh được con gì nữa không á? Điệp mẹ mày. Má thằng lùn này ác chiến ghê á. Mình đi qua ở tầm nhưng mà mẹ mấy cái thằng lùn này. Sao chúng nó đánh đau nhờ? Thằng nào biết chúng nó mình chúng nó đánh đau mà lường vậy? Vừa nãy mình đánh vô nãy phế lắm mà. Đúng đó. Thằng lùn nó cố chấp với mình ghê. Bé lú quần cái hai bạn nó mất tiêu luôn. Thôi giờ nó này chết. Chết luôn. Mẹ cái tóc biến tiêu. Mẹ quê vậy rồi. Thôi anh em coi như không thấy gì pha vừa rồi nha nè. Em ơi, nó không sát thôi nè em ơi. Bắt chết mẹ nó, lùn nghe hết rồi rồi. Trời ơi, má bấm kịp ta. Đâu nghe con la nó ghen với tôi nó bị hành vạ cả đám thôi, không có đánh gì chứ. Mất mạng rồi, đôi con tí thôi không được.
sợ mấy người này, người này chém đau lắm rồi. Buồn mày lắm. Hai lần rồi ông ơi, bị mày chết. Cái tôi con đấy mày sao? Đánh đéo mày, vừa nè có cái hấp tung khó chịu phải đái rồi. Thằng nào quăng bài cái nó ác vậy. Bảo bạn ơi. Mày đó mày. Không trừng phạt nè. Còn máu đó. Từ từ bạn, chơi không chừng phạt. Em luôn nè, ra mic em luôn nè. Kìa mẹ vô nè, đừng có mua lại vô nè, nó hết xung nè. Đánh nó không biết, luôn em nè. Đục mẹ và cá luôn.